Xin chào bạn. Tất cả những nỗi sợ lớn nhất của người bán hàng đó là sự từ chối. Thì ngày hôm nay trong video này tôi sẽ giúp bạn cái phương thức, cái kỹ năng, cái cách thức để xử lý mọi sự từ chối của khách hàng. Hãy nhớ rằng no sale thì no money, không bán hàng không có tiền. Nhưng nếu như khách hàng cứ từ chối thì chúng ta làm gì có tiền. Niềm tin, năng lượng rồi mọi thứ của chúng ta đều mất hết. Và chúng ta sẽ trở nên nghèo khó. Làm như thế nào để xử lý sự từ chối? Hãy nhớ cho tôi một subscribe, hãy nhớ cho tôi một like nếu như cái video này giúp được bạn. Đây là một sự cam kết. Số 1. Thường khách hàng từ chối chúng ta bởi lý do đầu tiên, lý do lớn nhất đó là biết. Nếu như họ không biết bạn đang bán cái gì, chắc chắn họ từ chối. Nếu như bạn không, họ không biết bạn là ai, sản phẩm của bạn tốt ra làm sao, sản phẩm của bạn có điều gì khác biệt, chắc chắn họ từ chối. Là bây giờ đặt cho bạn một câu hỏi đơn giản: làm như thế nào để họ biết đến bạn? Làm như thế nào để họ biết được sản phẩm của bạn tốt? Làm như thế nào để họ biết được sản phẩm của bạn có điều gì khác biệt? Làm như thế nào để họ biết được cái chế độ sau đó của bạn, quyền lợi sau đó của họ, rồi tiếp tục là những chính sách, là những đãi ngộ? Nếu như họ không biết, chắc chắn họ từ chối. Hãy nhớ điều đó: không biết, chắc chắn từ chối. Và nếu như bạn muốn biết cách thức, phương thức để họ biết, hãy xem lại những video trước tôi đã nói với bạn rồi. Cách thức và phương thức để họ biết đến sản phẩm của mình, biết đến bản thân của mình, biết đến những giá trị của mình. Đấy là họ. Còn bạn, bạn cũng phải cần phải biết khách hàng của bạn là ai, khách hàng của bạn ở đâu, khách hàng của bạn đang gặp vấn đề gì, khách hàng của bạn đang có mong muốn gì, và làm như thế nào để bạn tìm kiếm được đến họ, và làm như thế nào để bạn có thể bán hàng được cho họ. Kiến thức đến đâu thì tiền đến đó. Bạn không biết những cái điều gì thì bạn sẽ mất tiền ở điều đó. Hãy nhớ như vậy. Và chúng ta liên tục phải học tập cho mình, phải update cho mình. Chúc mừng bạn đã xem được video này. Chúc mừng bạn đã subscribe được kênh của tôi. Và điều thứ hai, khách hàng từ chối bạn, nếu như họ biết đến bạn rồi mà họ vẫn từ chối, bởi làm sao? Lý do số 2 là họ không cần. Họ không cần. Tôi chỉ ví dụ đơn giản thôi. Nếu như bạn biết đến tôi rồi, biết đến những cái bài giảng của tôi trên Internet, trên YouTube, trên Facebook, hoặc trên những khóa học online, hoặc trên những khóa học offline, hoặc một ai đó, nhưng bạn không cần kinh doanh, bạn không cần kiếm tiền, bạn không cần phát triển bản thân, bạn không cần có những kiến thức về nuôi dạy con cái, về giàu có, về hạnh phúc, về đội nhóm, về phát triển, bạn chẳng cần cái gì cả, thì bạn có tìm đến tôi không? Lời chia sẻ chắc chắn là không. Khách hàng của bạn cũng vậy. Nếu như họ biết bạn bán hàng rồi nhưng họ không cần, họ có mua không? Chắc chắn là không. Và rồi thì sao? Những người không cần nhiều hay những người cần thì nhiều? Và 90% là những người không cần. Còn những người cần chỉ chiếm khoảng 5-10%. Và những người cần thì sao? Họ sẽ đi tìm kiếm thông tin. Và họ có tìm đến bạn không? Họ có biết đến bạn không? Lúc này họ quay trở lại để tìm, để muốn biết đến bạn. Thì bạn có ở trên Internet không? Họ có tìm được bạn hay không? Lời chia sẻ, lời đau buồn lại là không. Và thế là chúng ta cứ loay hoay luẩn quẩn trong cái mớ bòng bòng như vậy. Không biết làm cách nào để khách hàng biết như chúng ta. Không biết làm cách nào để khách hàng cần để mua hàng của chúng ta. Và khi họ cần rồi, chúng ta cũng không biết cách nào để truyền thông. Đây là vấn đề của rất rất nhiều người. Thế thì bạn có muốn biết cách để khách hàng cần không? Nếu như muốn, hãy đến gặp tôi. Hoặc hãy xem lại những cái video của tôi. Tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách thức và phương thức để khiến khách hàng cần về mua hàng của mình. Trong video này tôi chỉ chia sẻ với bạn 5 bước để xử lý từ chối thôi. Có nghĩa là bạn phải làm cho khách hàng phải cần, phải khát khao, mong muốn mua sản phẩm của mình. Hãy nhớ như vậy. Thay vì bạn đi tìm những con ngựa, hãy làm ra một thảo nguyên đầy cỏ, xanh mướt, tuyệt vời để ngựa có thể rủ nhau đến. Thay vì bạn phải đi tìm những con cá đi câu, thì hãy làm ra một hồ đủ lớn để cá có thể ở đó sinh sôi nảy nở, để rồi bạn có thể bắt chúng.
Thay vì đi vặt những cái hoa quả ở đâu đó, hoặc đi mua, hãy trồng ra một cây để rồi bạn có thể vặt thường xuyên, thường xuyên, thường xuyên. Đó là phải tạo ra được nhu cầu. Đó, phải tạo ra được khát khao. Đó, bạn phải tạo ra được mong muốn để khách hàng cần phải mua sản phẩm của mình. Bước số 3. Khi khách hàng cần rồi, nhưng họ vẫn từ chối. Vẫn từ chối bạn. Không mua hàng của bạn. Đó là vì họ đã không tin bạn. Họ cần đó, họ biết bạn bán đó, họ cần đó, nhưng họ không tin. Chắc chắn họ không mua. Trong video clip trước tôi đã nói với bạn rằng là gì ạ? Những cái bước để xây dựng niềm tin với khách hàng. Xây dựng niềm tin với khách hàng. Thế thì câu hỏi này dành cho bạn, làm thế nào để khách hàng tin vào bạn? Tin vào sản phẩm của bạn và tin vào thương hiệu của bạn. Nếu như bạn chưa biết cách, hãy tìm lại những video của tôi để tôi có thể chia sẻ với bạn, hướng dẫn bạn cách thức để xây dựng niềm tin. Và một điều tuyệt vời nữa, khách hàng sẽ không mua hàng của bạn dù họ có tin. Nếu như họ không có tiền, đây là lý do từ chối rất rất nhiều của những người bán hàng. Họ không có tiền, họ sẽ không mua. Họ bảo chưa đủ tiền, chưa có tiền. Thế làm như thế nào để xử lý về có tiền này? Thứ nhất, bạn có thể chia nhỏ cái liệu trình của mình ra, chia nhỏ cái sản phẩm của mình ra. Thứ hai, bạn có thể hỗ trợ họ về thanh toán, gọi những ngân hàng vào có thể trả góp. Đấy. Thứ ba, bạn có thể bán chịu mà. Ví dụ như vậy, hoặc bán theo từng lộ trình, từng liệu trình một, trả theo tiến độ, ví dụ là như vậy. Đó là bạn phải làm sao để xử lý những người tiền, hoặc biến họ trở thành đối tác, biến họ trở thành người giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình, thì họ sẽ có phần trăm và họ sẽ mua được món hàng của bạn. Cái số 5 là cái vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Rất nhiều người biết chúng ta bán, cần cần sản phẩm của chúng ta, tin chúng ta và có tiền trong túi, nhưng họ vẫn không mua hàng. Bởi lý do số 5 đó là lợi ích của sản phẩm của bạn. Lợi ích. Lợi ích. Sản phẩm của bạn có đủ lợi ích chưa? Mua hàng của bạn đủ lợi ích chưa? Giá trị chưa? Thì đây là câu hỏi bạn tự hỏi mình. Tôi biết sản phẩm bạn tốt, dịch vụ bạn tốt, người bạn có hàng có tâm, giá bạn cũng rất tốt. Nhưng bạn đã chưa biết cách để sâu những điều này lên. Bạn bán hàng và chờ đợi khách hàng phản hồi. Lúc này khách hàng từ chối rồi, bạn mới tìm cách để xử lý từ chối. Và lúc này khách hàng sẽ vẫn từ chối bạn. Hãy tìm cách xử lý từ chối trước khi khách hàng mua hàng, trước khi mình chào bán. Có nghĩa là mình xử lý 5 bước này trước, trước khi mình chào bán sản phẩm thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Tôi chúc bạn tìm ra những kỹ năng, phương thức, cách thức, tư duy để bạn có thể bán được hàng thành công. Chúc bạn trở thành một người bán hàng xuất sắc, trở thành một người bán hàng tuyệt đỉnh. Và hãy nhớ, bán hàng như hơi thở, không bán hàng không có tiền. Cảm ơn bạn, hẹn gặp bạn tại những cái video clip sau. Nhớ subscribe và chia sẻ kênh của tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều.